Tin Vatican Đức Thánh Cha gặp gỡ lễ sinh quốc tế Chiều thứ Ba ngày 31 tháng 7, Đức Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 70.000 lễ sinh từ 18 nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 với chủ đề Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi an bình, trích từ Thánh Vịnh 34 câu 14. Cùng đi với các lễ sinh cũng có cha mẹ hoặc thân nhân của các em, Đông nhất là hơn 50.000 lễ sinh đến từ giáo hội Đức. Trong số các tham dự viên, cũng có 37 em từ giáo sứ nữ vương Việt Nam thuộc Tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ, được hơn 40 phụ huynh hướng dẫn. Sau buổi trưa, từ khoảng 3 giờ, các em đã bắt đầu tụ họp tại quảng trường Thánh phê -rô, chào hỏi và tham dự các tiết mục văn nghệ, trong đó có tiết mục múa do các em lễ sinh Việt Nam phụ trách. Vào lúc 6 giờ, Đức thánh cha đã đi xe tiến qua các lối đi ở quảng trường và dọc đường Hòa Giải để chào thăm mọi người. Đầu buổi gặp gỡ, Đức cha Nemes, người Hungary, thuộc dòng ngôi lời, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các Lễ sinh, đã đại diện mọi người chào mừng Đức thánh cha và nhắc đến nhu cầu hòa bình trên thế giới ngày nay. Sau đó, đại diện các em đã tặng Đức thánh cha các biểu tượng của cuộc hành hương. Trong đó có một em người Việt Nam. Tiếp đến, năm đại diện của lễ sinh nêu lên năm câu hỏi và xin Đức Thánh Cha trả lời. Năm em này đại diện cho các vùng nói tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Đức và Hungary. Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời các em. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người hãy lấy lời dạy của Thánh Phaolô làm tiêu chuẩn hành động cho mình. Anh chị em hãy làm mọi sự vinh danh Thiên Chúa. Đó cũng là tổng hợp cô động nhất cho thấy thế nào là sống tình bạn với Chúa Giêsu. Vinh danh Thiên Chúa chính là kim chỉ nam cho lương tâm của chúng ta. Cuộc gặp gỡ của các lễ sinh với Đức Thánh Cha được kết thúc với phần cầu nguyện cho hòa bình từ lúc 7 giờ tối.